Tiếp theo series máy vặn bu lông của Milwaukee, hôm nay Thành sẽ giới thiệu với anh em một con máy cũng rất mạnh, lực của nó lên tới 1898 Nm, chỉ mạnh thua hai cái con mà Thành vừa review tí xíu thôi ha. 1800 là một cái mức mà DeWalt và Makita còn chưa có, hai hãng đó thì mới cỡ lên quanh 1000 đó. Con này 1800 với mức giá rất dễ chịu. Thân máy 6.8 triệu và anh em sẽ được tặng kèm một cục pin 4 chấm. Chỉ giá cục pin này đã là 1.6 triệu rồi, trừ ra thì chỉ còn tầm 5.4 triệu thôi cho cái thân máy này, là một mức giá rất là ổn luôn. Ủa, hình như là 5.2 triệu chứ không phải 5.4 triệu đâu. Chi tiết chúng ta hãy cùng đi xem máy này như thế nào nhé. Nếu như anh em mua cái thân máy thì nó sẽ được đựng trong một cái hộp như thế này, to ngon lành. Và ở bên trong hộp thì nó sẽ có cái gì nè, một đống giấy tờ này kia cái thứ, cộng với một cái móc treo đó. Anh em sẽ có một cái móc treo ha, để anh em vặn vô bên hông của nó treo lên. Còn lại thì ở trong đây không có gì nữa, đủ chỗ cho anh em đựng thêm cục sạc, pin, dự phòng các thứ, rất thoải mái đó. Mua thân máy nhưng mà có cả hộp là rất là ngon, được tặng một cục pin như thế này. Nhưng mà chương trình này á, thì nó chỉ kéo dài tới khi mà bên kết nối tiêu dùng còn tặng thôi. Còn tới khi mà hết pin thì sẽ không còn tặng nữa nha anh em. Nên là nếu như anh em muốn mua con này thì hãy nhanh tay, tại vì phần quà này rất hấp dẫn. Trong tương lai thì sẽ không được tặng thêm cục pin này nữa đâu. Máy của Milwaukee thì đều bảo hành chính hãng 1 năm. Và anh em nên mua những địa chỉ uy tín để mà mua đúng hàng chính hãng, để được bảo hành chính hãng nhé. Không mua lầm những cái hàng mà không rõ nguồn gốc xuất xứ. Mã máy này là M18FHIWF12. Đây là mã máy bán chính hãng ở Việt Nam. Còn những cái máy mà sách tay thì thường là mã số ha. Ví dụ 2389 hay 2530 gì đó, thường là sách tay từ nước ngoài về thì nó mới mã như vậy. Về thiết kế thì nó cũng rất là cao cấp, ngon lành ha anh em. Đây bọc cao su. Trên đây thì nguyên cục này bằng kim loại và được sơn tĩnh điện rất đẹp. Đây, có chữ M18 này. Sờ vào cảm giác rất đã ha. Nó thì nặng đâu đó tầm khoảng 3.3 kg tới 3.7 kg tùy cục pin anh em lắp. Như cục này thì nó sẽ rơi vào tầm 3.3 kg tổng, cả thân máy lẫn pin luôn đó. Không quá nặng, khá gọn gàng cho một cái máy mà công lực của nó rất mạnh mẽ đó. Những cái hãng mà như là DeWalt hay Makita cũng có những con cỡ như là DCF899 hay là DTW1001 thì kích thước nó cũng cỡ này, nhưng mà lực của nó thì chỉ đâu đó khoảng tầm 1000 Nm. Con này thì gần 1900. Tiếp theo về cấu tạo của máy thì anh em sẽ có một cò điều tốc, một công tắc đảo chiều. Lên đây, cái phần đầu vặn này thì là loại 1/2 inch. Đó. Trong đây là khối động cơ không chổi than, rất mạnh mẽ và chạy cũng rất êm. Anh em nghe cái tiếng nè. Đó. Chạy êm ha. Dưới đây thì chúng ta có đèn LED. Và chúng ta cũng sẽ có một cái nút để đổi chế độ. Chúng ta có 4 chế độ ở đây, 1, 2, 3. Và chế độ ở đây là cái chế độ có cái hình vòng tròn, cái mũi tên ngược chiều kim đồng hồ. Khi mà anh em để qua chế độ này thì lực vặn ra của nó sẽ là tối đa 1898 Nm. Còn ba cái cấp ở đây thì tí xíu nữa Thành sẽ cho thông số cụ thể để anh em xem, nhưng mà về cơ bản là cấp 1 thì nó nhẹ nhàng nhất. Qua cấp 2 mạnh hơn, nhanh hơn. Cấp 3 mạnh hơn, nhanh hơn nữa. Đó. Cấp 4, đây là cho là cấp 4 đi ha, thì nó sẽ là đạt cái lực vặn ra tối đa. Đó. Xuống đây thì là khoang lắp pin. Đó. Có cái vít ở đây để anh em có thể lắp cái móc treo vào. Đó. Cơ cấu của nó thì là như vậy thôi. Máy này thì cái chiều dài tổng thể của nó là 213 mm, là cũng khá gọn gàng rồi, anh em có thể dùng cái máy này khá là linh hoạt ha. Có 4 chế độ với các mức lực cũng như là tốc độ tăng dần.
cụ thể anh em xem ở trong bảng này nhé. Ví dụ ở cấp độ 1 thì lực của nó là 130 Nm, tốc độ tối đa là 550 vòng trên phút và nhịp đập búa lên tới 950 lần đập trên phút. Ở chế độ 4, lực vặn ra tối đa là 1898 Nm, lực vặn vào tối đa là 1356 Nm, tốc độ lên tới 1750 vòng trên phút và nhịp đập búa tới 2001 lần đập trên phút. Máy sử dụng động cơ không chổi thang và kích thước đầu vặn là 1/2 inch. Với mức giá 6,8 triệu cho thân máy nhưng mà được tặng cục pin lên tới 1,6 triệu rồi thì cái thân máy này chỉ còn 5,2 triệu thôi. Đó là một mức giá rất là ok cho một con máy mà lực vặn của nó lên tới hơn 1800 Nm nha anh em, gần 1900. Nó rất là khủng. Đây là một cái món mà Thành cho là khá hời đó, nếu như anh em cần những cái con máy hạng nặng to bự như thế này ha. Con này là thuộc dạng là dễ tiếp cận rồi đó. Nếu như anh em quan tâm và muốn mua máy, anh em có thể để lại số điện thoại bên dưới phần nhận xét, nhân viên kết nối tiêu dùng sẽ gọi lại cho anh em. Hoặc anh em có thể mua trực tiếp trên website kếtnối tiêu dùng.vn, hoặc cũng có thể là gọi vào số hotline của kết nối tiêu dùng để đặt hàng. Mua hàng kết nối tiêu dùng thì 100% là hàng chính hãng và kết nối tiêu dùng ship hàng toàn quốc, ship nhanh ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ 1-2 giờ đồng hồ. Có bất kỳ thắc mắc gì thì anh em hãy để lại bên dưới phần nhận xét, Thành sẽ giải đáp cho anh em. Đừng quên cho một like cũng như là bấm vào nút đăng ký để không bỏ qua bất kỳ clip nào trong tương lai của kênh nội tiêu dùng. Kênh nội tiêu dùng sẽ có rất nhiều những clip hay về máy móc cũng như là các chương trình khuyến mãi giảm giá trong rất nhiều dịp ở trong năm. Cho nên là anh em đừng bỏ qua nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.